Súng nhau mà gỡ kim ra. Mà mở đầu mà sao hắn còn quay lên nữa. Cho nên con nói với cô bác mình, cái gì cũng vậy, cái duyên. Không biết đầu mình sao đâu á. Rồi xong rồi tính dắt với cô bác mình đi đường kia. Rồi nên chú nó thôi, chắc chư thần không cho mình đi, vì quá to mình chảy ra. Thôi đừng dắt. Mà thiệt với cô bác, tất cả trong cuộc sống cái diện diện nhân viên thường thường á là đi á cũng dắt lên hai cục đá, nhưng mà giới thiệu đủ xong, mình cúng nguyện xong là mình đi à, là thấy bình thường. Nhưng mà con đọc, con nói ủa rồi sau khi con đọc rồi đó, nếu bác mình biết là con lưu tâm để con cầu nguyện, nhưng mà con nói ủa làm gì mà sao chạy dữ vậy. Mà con dòm kỹ đó là con thấy ông á là ở đâu mà nó ra là dòm nhỏ con luôn ở trên, tại vì con dính phẳng ở trên cao dòm là thấy. Nhưng mà mấy bà cô ngược á là ngược lên tới trên con trên đây, quay qua quay lại anh Thẳng, anh lấy cái máy anh chạy đâu tiêu mấy anh thôi. Ờ Thẳng đâu rồi, cái máy đâu Thẳng dọt chứ chừng mà dọt ra hỏi anh Thẳng có bị ông chích đâu không, nó hên quá tôi cũng bị ông chích. Mà trong đoàn mình thấy đi đường này kỷ niệm nhiều nhất, kỷ niệm mà về nhà mà nói đây mà tới chừng mà nằm đây ha, giống mà đưa cọt kẹt mà thấy băng ông không là cũng niệm cười vậy, phải không? Thôi thì trong buổi tối hôm nay, lời xưa tình bảo cây ngã quỵ là nhờ búa chót, thành xây xong là do duyên gặp sau cùng, tạo làm chi một cuộc tranh hùng, kẻ đã thắng là thắng trong trận chót. Mà tối đêm nay cái trận chót này sao thấy thưa gẫu không biết. Mà thường thường ta nói lúa thưa á là lúa trúng, nhưng mà mình á cũng còn hạnh phúc là quý cô bác mình cũng còn nhiều mà. Ngày xưa mà Đức Phật mà thành đạo đó, ngày lăn cá bánh xe pháp đầu tiên là ngày thiết pháp đó quý cô bác, chỉ có năm anh em Kiều Trần Như nghe thôi, nhưng mà ngày vẫn thiết. Hôm nay á mà mình đi núi gì mà tới con lên đây mà giờ mình thấy quạnh quẻ, nhưng mà quạnh quẻ nó cũng có đôi điều, không biết mấy người bị ông chích có nhức gì không biết, thấy cũng còn nghẹn. Nhưng mà hầu như á cái này cũng là một cái duyên, biết đâu những người ông chích về nhà ai có bệnh nhức đầu hay gì đánh lên đầu gì hết nhất, thấy không? Ai mà có nhức giò gì chích vô giò là hết nhất, ai có mà nhức cột sống hay gì đó chích vô là hết. Thì tin chắc chắn rằng mà đợt này mà đoàn mình mà về người ông mà bị ông chích mà hết đi ha, rồi Hoàng sẽ dắt đi đoàn kiếm ông nữa. Đó à, cho nên cái gì cũng vậy thôi, thì chúng ta có một cái sự cơ duyên à, chúng ta được đi núi. Thì lời xưa từng bảo, không cực khổ sao đặt thành chí nguyện, không nhọc nhằn hạnh đức khó diễn dung, đường tuy xa nhưng gần với kẻ thị chung, bước dỗ khó đối với người kiên nhẫn. Tại vì mỗi một lần mà hô đi giếng non, giếng núi hay là đi đâu thì suốt đêm quý cô, quý chú, các bậc lớn tuổi hoặc giờ là quý ông cũng là một cái vấn đề ngủ cũng là khó. Nhưng mà hôm nay vì cái khó đó mà chúng ta đi được đến cái đỉnh Hiên Cẩm Sơn này mà Đức Thầy đã giới thiệu, gần lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Thế cho nên vì cái tấm lòng của tất cả quý cô bác mình để đặt chân về đỉnh Thiên Cẩm Sơn này, một là để chúng ta giếng lại phần khắc sơn linh hiển, hai là chúng ta đến đây để chúng ta nghe lại những lời đạo pháp của Đức Thầy. Tại vì sao vậy? Tại vì suốt quãng đời của chúng ta thì mở mắt ra thì làm gì quý cô bác? Công việc làm ăn. Mà lời xưa từng bảo, năm tháng quấn quýt trong đau khổ, kiếp đời lăn lộn mãi sông mê, đường Tây Phương thì bạc lối trở về, còn nẻo địa ngục vào ra mòn bó. Hôm nay chúng ta được một cái sự nhân duyên may mắn trong thời kỳ cùng cơ mạt pháp này,
mà Đức Thầy đã cho biết. Thể vì lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Biết đâu ngày xưa quý cô bác mình đã có gieo duyên cùng với Đức Thầy một miếng cơm, một manh áo, một chén nước, hoặc là một ly nước. Cho nên hôm nay ngày Đức Thầy ra đời mở đạo vào ngày 18 tháng 5, nhưng quý cô bác mình được thừa hưởng chân lý của Ngài, đã giác ngộ lo tu. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp có đi đường lầm, tu thêm nhất định sẽ thành, như là giàu có được dành nhiều năm, hoặc giả là có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc đến một bài kệ kinh. Kệ kinh thấy lòng mình muốn đọc đã có duyên với Phật lâu rồi, dịp này nếu để cho choi sẽ không có dịp để hồi thiện tâm. Đâu phải thân người mình đầu thai là dễ đâu quý cô bác. Đức Phật đã cho biết rằng con người mình đầu thai được thân người là quý cô bác mình đã từng giữ ngũ giới: một là không sát sanh, hai là không đạo tặc, ba là không tà dâm, bốn là không ẩm thủ, năm là không giọng ngữ. Nếu như chúng ta giữ được ngũ giới mới được thân người toàn vẹn. Nhưng mà hôm nay may mắn thân người khó được, hôm nay chúng ta đã được. Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta đã được nghe. Nước Phật khó sanh, hôm nay chúng ta đã được sanh. Thì tự hỏi trong kiếp sống này quý cô bác mình mà còn không gắng lo tu để làm gì? Nếu như chúng ta không gắng lo tu thì thử hỏi trong cuộc sống, kiếp sống làm người của mình có còn không quý cô bác? Hay là Đức Thầy đã cho biết nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn, đến nơi thẩm phán cửa sông thiên đài, phước nhiều tiên cảm lên đài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn bắt nẻo dạy khôn luân hồi. Trong kiếp sống làm người, suốt cuộc đời của chúng ta cứ lo danh lợi, cứ lo vật chất, cứ lo mọi việc ở thế gian. Nhưng chính bản thân của chúng ta có lo cho chúng ta sau khi rời bỏ cuộc đời này, rồi chúng ta đem theo được cái gì không quý cô bác? Phải không? Cho nên cuộc đời của mình sau khi sanh ra đời là không có một cái gì trong bản thân của mình hết. Sau khi mình chết rồi, tục lệ ngày xưa sau khi chết rồi còn phải lắp nút áo để lại nữa quý cô bác. Thì trong cuộc sống của mình, con người của mình đều là không, mà Đức Phật đã cho biết thương bấy người đời không dặn không, ruộng vườn nhà cửa khó rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang cuối cùng không, trăm khéo trăm khôn còn giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng dày cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng nắm không. Suốt cuộc đời của mình gầy dựng biết bao nhiêu tương lai, sự nghiệp, vật chất của tiền, nhưng như gốc cuộc cuộc đời mình chỉ đem theo tội phước thôi. Cho nên các vị nói như thế này: người biết lo về Phật lúc tàn hơi, đó mới thật là người chân giác ngộ. Trong lúc mà quý cô bác mình hồi nãy đó, mà mình bị âm ngược đó, mình đem theo gì không quý cô bác? Lúc này thầu có nước bỏ chạy thôi phải không? Chạy để gái cho con ông nó đừng có chích. Thì trong cuộc sống của mình mà đến ngày mà quý cô bác mình rời bỏ cuộc đời cũng giống như mà bị ông chích vậy đó, lo mà chạy không. Nhưng mà lúc mà quý cô bác mình mà thần thục mà niệm Phật ấy, mà bị ông ngược, vừa chạy vừa nó mô với đạo Phật à, nghe không? Là do đâu à? Là do mình tu tập mình có sự niệm Phật, ông ngược cũng nhớ niệm Phật nữa. Nhưng mà ông mà lúc đó mà ngược đó, mà ở nhà không có giai đoạn mà tu tập đó, gặp mấy bà liệu thì sao? Gặp mấy bà liệu là rồi luôn đó. Lúc đó là bà nói chuyện là bắt đầu là sao? Vừa bị ông chích mà vừa chạy, mà vừa cười không, thấy không? Cho nên tất cả trong cuộc sống, nếu như chúng ta có sự tu tập niệm Phật, thì quý cô bác mình
bất ngờ những việc xảy đến với chúng ta, chúng ta đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như được như vậy thì tâm của chúng sanh trong đời sống nó thanh thản hơn với tôi, rất là thanh thản. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Thầy đã chỉ dạy niệm một niệm Phật là lìa vọng niệm chúng sanh, thì niệm niệm Phật lìa tất cả vọng niệm chúng sanh. Cho nên nếu như chúng ta còn niệm chúng sanh là chúng ta sanh vào cảnh giới của chúng sanh hoài, phải không? Cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời để Ngài chỉ dạy cho chúng ta một pháp môn gọi là pháp môn tịnh độ, mà Đức Thầy đã viết lên quyển năm kể lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Ngài tu rất là vất vả, nhưng sau khi Ngài đã thành đạo rồi, Ngài bèn xét, tức là ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều khó như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy bà nên quay lộn, ta bà khổ khổ. Nhưng mà vì thương xót chúng sanh trong thời kỳ cùng cơ mạt pháp này, Ngài đưa lên pháp môn tịnh độ bằng cách giới thiệu cho chúng sanh để biết được pháp môn ấy. Lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đang dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật là cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín niệm phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, phải không? Hôm nay pháp môn tịnh độ bằng cách Đức Thầy chỉ dạy mình là sao quý cô bác? Đi, đứng, nằm, ngồi, gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Mấy chị mà bán trà sữa đó là vô hết trơn. Tại vì sao vậy? Tại vì múc một ly trà sữa để vô Nam Mô A Di Đà Phật, quậy quậy nước trà sữa đâu đó đàng hoàng, đổ vô ly nước đá Nam Mô A Di Đà Phật, bưng ra Nam Mô A Di Đà Phật, là mình vẫn công phu niệm Phật trong thời kỳ này, pháp môn chưa từng có, phải không? Thời kỳ này rất là thời kỳ dễ tu. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm chưa cũng là được Phật đón đưa rước về, phải không? Thời kỳ này là thời kỳ dễ tu, nhưng quý cô bác mình phải biết sự áp dụng. Tại vì sao vậy? Tại vì thời kỳ này con người phước thì mỏng, nghiệp thì dày, tình thì sâu, nhưng mà huệ rất là cạn. Tại vì sao ạ? Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh tấm lòng. Chặt gìn được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu, con ơi người đó nào đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương đem lòng điều kính, huống thường phàm gian. Tại vì sao? Thời kỳ này quý cô bác mình mà tu được rất là quý. Tại vì thời vật chất văn minh rất là tiến bộ quý cô bác. Nhưng mà đời càng tiến bộ thì người tu sao? Nó sẽ bị sa sút. Bằng cách công việc của mình làm rất là nhiều, mình quên đi thời công phu bái sám, mình quên đi thời cúng nguyện, mình quên đi thời khắc niệm Phật của mình. Hằng ngày cứ theo danh lợi, cứ theo vật chất kim tiền, rồi gốt cuộc đời của mình có đem theo được gì không quý cô bác? Đâu có đem theo được gì đâu. Của vốn trăm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Không có một cái gì gọi là sở hữu tài sản của mình hết. Nhưng tạm gọi đây là cái nhà, đây là cái xe của Đề Vũ, nhưng thật chất ra chỉ là tạm bợ thôi, không phải là của mình. Nhưng mà sao? Mình buộc chặt vào chủ chấp, đây là bản thân của Vũ, ai nói chịch không được, ai đánh không được, ai nói nặng không được, ai chửi mắng không được. Tại vì sao? Còn thấy thân này là của Vũ, nhưng đặc biệt thân này của Vũ không quý cô bác. Đất, nước, gió, lửa tạo thành. Mà hồi chiều mà của ông nó chích nhất quá chịu không nổi, nghe không? Là do làm sao chích vô cái đất này, nhưng mà sao trụ chấp đất này bị ông chích rồi, ông ngựa cũng phải chạy, nghe không? Cho nên những cái này sao chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc đời của chúng ta. Để chi vậy? Để mình mới lìa bỏ lần lần được. Mình bỏ một cái nhỏ
lần lần mình sẽ bỏ được cái lớn. Mà mình bỏ được cái lớn rồi thì những cái này không cần thiết. Tuy còn ở phàm mà hết tục, thân trần nhưng tâm Phật Như Lai. Duyên đời còn thì còn ở trần ai, duyên đời hết thì bay về Phật. Tất cả cuộc sống ở thế gian, danh lợi tình là những món này sao ạ? Chúng ta phải diệt trừ nó, phải nhìn thấu triệt được, chúng ta mới bỏ được, quý cô bác. Chứ nếu như suốt cuộc đời mình mà mình đặt nặng danh, đặt nặng lợi, đặt nặng tình, thì biết cuộc đời của mình chừng nào mình mới ra khỏi. Không bao giờ ra được. Tại vì sao vậy? Tại vì nó cứ buộc ràng nơi con người của mình. Mình chìm sâu hoài, mình không thể nào mà thoát ly ra được. Nếu như không thoát ly ra được thì mình cứ quấn quýt ngoài của mãi, quanh năm quấn quýt trong đau khổ, kiếp đời lăn lộn mãi sống mê hoài sao. Đường Tây Phương thì bật lối trở về, còn nẻo địa ngục thì vào ghé mòn. Đầu thai được thân người là quý rồi, lây quay nhiễm danh lợi tạo ác xuống địa ngục nữa. Suốt cuộc đời của mình hoài vậy thì mình nghĩ sao? Đức Phật nói mỗi một cái bàn chân của chúng sanh mà đặt lên trên cái quả đất này sao? Là nơi đâu cũng đều có, năm châu thế giới này bàn chân của mình đặt đều khích hết, không có chỗ nào mà chống hết. Mà kỳ này là thời kỳ sao ạ? Đức Thầy đã giới thiệu hạo ơn nay đã hết đời rồi. Cái gì mà hết là cái thời kỳ chót rồi. Nhưng mà thời kỳ chót này mà mình không buông bỏ thì sao? Ông Ba Thới ông nói cái đoạn này nè: ngủ mà ông thức ông kêu, thức rồi mà ngủ nữa thì ông bỏ tiêu cho rồi. Bỏ tiêu cho rồi. Thời kỳ nhiên đăng cổ Phật ra đời mình ngủ, thời kỳ tới Đức Phật Thích Ca mình cũng ngủ, mà tới thời kỳ Long Hoa Đại Hội này mình ngủ nữa thôi rồi. Ngủ mà ông thức ông kêu, thức rồi mà ngủ nữa thì sao? Ông bỏ tiêu cho rồi. Tức là kỳ này là tiêu luôn. Dịp này nếu để cho trôi sẽ không có dịp để hồi thiện tâm. Mà Đức Thầy nói sao? Làm bùn, làm đất, làm cây đá, chơ chọi giữa trời dạng kiếp thu, đâu mỗi kiếp mỗi làm người được, mãi sanh vào thế giới thú cầm. Sống ngu đần trong kiếp tối tâm, chí minh mẫn đâu làm sao có. Dí như sanh vào lòi sâu bọ, chí nhỏ càng thâu nhỏ lại hơn. Sớm sanh chiều lại chết mất thân, câu chân lý không từng nghe được. Đâu có nghe được đâu quý quan. Làm mà cái con bù hông thôi, nó đang mà bò vậy đó, mà mình đi mình dẫm lên nó cái là sao? Vừa sanh ra đâu có bao lâu đâu, bị ta đạp lên là chết, là hết cái thân đó rồi, phải không? Cho nên hôm nay mình được thân người là vô cùng tốt đẹp. Mình gặp được Phật Pháp là càng tốt đẹp hơn. Mà mình sanh vào cái tỉnh nào nữa, 6 tỉnh miền Tây, là cái điều sao? Cái điều phước báo rất là lớn. Nếu như cái dịp này là cái dịp để cho mình thoát trần rồi, mà mình không thoát thì mình vừa không biết quá. Chắc lần này Đức Thầy về, Đức Thầy kêu Vũ đâu lên biểu. Nói dạ, tưởng đâu ngon, ở nhà thấy để đầu tóc bành kia mặc áo giặt biển, nói đạo không lo tu chứ con. Ra góc dừa ngồi là thấy mồ luôn. Không ra góc dừa, Đức Thầy kêu xuống dầm nao kìa, là cũng đủ chết nữa. Thấy không? Tại vì sao? Tại vì ở nhà mình không gắng hành trì, mình không gắng tu, thì Đức Thầy kêu cái rồi buồn luôn. Là lúc này là rồi đó. Mà những người mà tu tập ngon lành thì Đức Thầy nói sao à? Đạo lo tròn yểu điệu tấm thân, kêu phận đâu lên biểu. Ở nhà dắt bà con đi núi chung hang cực khổ, mà còn bị ông gượt nữa. Tu ngon lắm đó con, thấy không? Lúc này sao? Lần đầu là đảnh lễ Đức Thầy. Đức Thầy nói thôi, là dắt này về lên tòa sen. Hoặc là sao? Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi khoan thứ, gây cuộc hòa bình và dẫn quốc chư bang. Bây giờ kêu Phận đi qua nước Mỹ nói chuyện đạo cho ta tu. Lúc này là anh Phận không còn mà đi xe đò với quý quát đâu,
bay cái dẹt liền, thấy không? Lúc này là Đức Thầy điểm đạo là mình chứng đạo là mình đi liền đó. Cho nên quý cô bác mình gắng cố gắng. Chứ thời kỳ này là thời kỳ sao? Đang ghi điểm, Đức Thầy đang chấm điểm cho mình đó nha. Coi coi ở nhà người tín đồ coi ai được mấy điểm mấy điểm. Đức Thầy nói với Út sao? Ngày tôi trở về, chư thần nộp sổ, cuốn nào cũng thấy dày cộm, là biết hết trơn. Đức Thầy nói sao với cô bác? Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sanh trình đảo lai, phải không? Cho nên hôm nay, tại sao người tín đồ Phật giáo hòa hảo sau khi làm lễ quy y mà lại có hai chân dung của Đức Thầy được thờ cúng trang nghiêm ở trên ngôi Tam Bảo, mà năm 1939 Đức Thầy ra đời mở đạo? Đức Thầy nói sau này người tín đồ Phật giáo hòa hảo, người nào quy y, tôi sẽ đến từng nhà. Thì đến năm 1947 Đức Thầy vắng mặt, người tín đồ buồn lắm, nói thầy chưa đến nhà mà tại sao thầy vắng mặt. Nhưng mà sau này nhớ lại quý cô bác, ai mà quy y đó được hai cái chân dung của Đức Thầy là Đức Thầy tới nhà liền. Nhưng mà mình nói cái này mà mình không kể mẫu chuyện đó thì nó không có sáng tỏ. Thôi thì nhân đây con mở ngoặc con kể câu chuyện nữa ha. Con kể câu chuyện này, lúc Đức Thầy ở Sài Gòn với cô bác, thì bà Năm với bà Sáu là quy y với Đức Thầy hết. Nhưng mà đặc biệt nha, là bà Sáu á, bà rất là giàu, bà có mấy cái nhà máy xây lúa lận. Còn bà Năm á, là hàng ngày là bà là tín đồ Phật giáo hòa hảo, nhưng bà có chồng, ông chồng của bà là cao đài. Nhưng mà bà này sao ăn hiếp ông chồng dữ lắm. Bà Năm á, mỗi một lần mà ổng mà đi nhậu về mà không có lo làm lụng gì chứ, bà tức, bà tức đến nỗi mà bà chửi, bà chửi ổng còn chưa vừa lòng nữa. Bằng hờ ổng hờ cha mẹ của bà, tức là cha mẹ của ổng. Bà xách cây chổi lên, bà quét một cái ly hương rớt xuống hết. Mà mỗi lần mà bà làm như vậy đó thì trong nhà bà sao quý cô bác? Thờ Tam Bảo chân dung thầy rồi. Lúc này tức là chồng của bà Năm á, là đứng trước Tam Bảo, đứng ngay gan hình thầy vậy đó, khoanh tay lại: thưa ông Tư, con là tín đồ cao đài, còn vợ của con á là tín đồ của ông, mà tại sao mà ông để cho tín đồ của ông mà lại quét bàn thờ cha mẹ của con vậy? Nhờ thầy chỉ dạy dùm, chỉ mét chị đâu quý quán. Rồi xong rồi, lúc này bà Tư, tức là bà Năm với bà Sáu, bà Năm với bà Sáu á, là nói thôi bây giờ lâu quá mình quy với thầy rồi, mà bây giờ nghe nói Đức Thầy ở Sài Gòn, thôi bây giờ tôi với chị đi lên thăm để nhờ Đức Thầy chỉ dạy cho mình tu hiền cho nó đúng cách. Lúc này hai bà sao quý bác, từ ở dưới miền Tây mình đi lên Sài Gòn thăm thầy, thì vô ý kiến Đức Thầy xong, bà Sáu bà đứng, bà nói: thưa thầy, từ ngày con quy y với thầy, hôm nay con gặp mặt thầy nhờ thầy chỉ dạy cho con trong cái công việc cúng lại con xá, con cúng như thế nào là đúng. Đức Thầy nói: cô cúng lại đúng hết, nhưng mà có cái cô xá nó còn chật. Cái hỏi bậc thầy vậy chứ con xá chật là xá làm sao? Tức là Đức Thầy nói người ta xá là trên xá xuống là đúng rồi, nhưng mà đối với cô là cô phải xá như thế này. Bà xá xuống gì nè quý cô bác? Nhưng mà Đức Thầy nói xá xuống rồi phải móc ra. Bà ngồi bà nghiệm nghiệm hơi, bà nói: bậc thầy, phải thầy kêu con bố thí không? Lúc này Đức Thầy nói: phải rồi, đây là tín đồ ngoan đạo hiểu ý thầy à. Tại sao vậy? Tại vì ở nhà bà có ba cái nhà máy, tu là tu, dân công mà giác lúa nhà máy bà đó, bà tính sắc lẹp,
bà hà khắc với danh công mà sắm vàng sao quý cô bác, đặng sắm cây vàng để vô tụ mà sắm hoài mãi vậy đó. Tu á, bà tu nhưng mà bà không có bố thí, ích kỷ, nhỏ mọn, cho nên lên đức thầy dạy bà làm sao ạ? Xá xuống gì móc ra, xá xuống gì móc ra là sao ạ? Là cúng lại là đúng rồi, nhưng mà xá chặt, tức là mình muốn làm Bồ Tát thì sao ạ? Là phải tác bồ. Dạy bà Sáu xong rồi, bà Sáu rất là mừng với cô bác. Bắt đầu lúc này tới bà Năm, bà đến khoanh tay với đức thầy. Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy dạy chị Sáu á, là cái cách cúng lại rồi con vậy chứ con tu á, là còn cái gì chặt, thầy chỉ dạy dùm con. Lúc này đức thầy đứng lên, đức thầy đang ngồi ghế, đức thầy đứng lên nghiêm nghị nói tôi không nhận cô làm tín đồ. Vừa nói như vậy tự động bà Sáu, bà Năm với cô bác, tự động bà Năm là sao ạ? Bà té xuống đất bà xỉu. Thì bà xỉu tức là bà chết giấc luôn. Thì trong lúc này đức thầy sao? Ngài vì lòng từ bi, ngài lấy nước quý cô bác, ngài phun từ đầu cho đến chân. Thì tự động lúc này bà Năm tỉnh dậy. Đức thầy đưa cho bà Năm một cuốn giáo lý, nói từ trước tới giờ tôi có dạy tín đồ chữ chồng không, tôi có dạy tín đồ quét bàn thờ ông và chồng không, mà mỗi một lần mà cô làm như vậy đó, người ta đứng trước mặt của tôi, người ta bắn vốn tôi. Bà hết hồn với cô bác. Tuy là cái chân dung thầy đơn giản như vậy mà lúc đó đức thầy ở Sài Gòn mà cổ ở miền Tây, mà mỗi một lần mà làm như vậy thì sao? Thì chồng của bà đứng trước mặt đức thầy mà bán vốn. Con là tín đồ của Cao Đài, vợ con là tín đồ của thầy Tư, mà ông để như vậy coi được sao ông Tư? Mét thầy. Nhưng mà đức thầy đều nghe hết. Và từ đó tới sau đức thầy nói thôi, lần đầu phạm lỗi tôi tha cho, từ đây trở về sau nếu như không cố gắng mà tu hiền là tôi cho chư thần giật chết đó nha. Rồi quý cô bác, bà Sáu nghe lời chỉ giáo của đức thầy về nhà. Hồi đó tới giờ chứa vàng vô tủ, bây giờ lấy vàng ra bố thí giúp đỡ gạo thóc các nhà cửa đồ cho người nghèo. Lúc này ta hưởng phước báo hết sức là lớn. Tiếp tục tới bà Năm sao? Bà Năm về nhà nỗ lực tu hiền, đến đổi đứa con nít 5-6 tuổi mà chữ bà cũng đều làm tất cả. Và cái thời gian công phu tu tập của bà Năm, đến ngày bà bỏ xác, Biết trước 3 ngày cho trong gia đình hay và niệm Phật, và tức là bà bỏ xác. Thì xuyên qua mẫu chuyện trên, chúng ta thấy rằng người tín đồ Phật giáo hòa hảo, người nào cũng có đức thầy ở bên mình hết nha quý cô bác. Mỗi một lần mà quý cô bác mình mà làm gì, đức thầy đều cho các vị chư thần ngài thấy hết các việc tín đồ của mình làm như thế nào. Mà đức thầy nói sao ạ? Tuy là hữu ẩn vô hình, chớ dân lòng tưởng sanh trình đảo lai. Là đức thầy lúc nào cũng dòm ngó tín đồ ở nhà có giữ đúng theo giới luật của đức thầy đã dạy không, hay là chúng ta làm trái lời với cô bác. Đức thầy dạy những cái gì ạ? Đức thầy dạy mình những điều gắn cấm, 8 điều thôi. Nhưng mà đọc vào cái điều thứ nhất coi. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áp phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Có nhiều người nói tôi quy y rồi, tôi đâu có uống rượu đâu, tôi uống bia được không đệ dụ? Nó uống bia cũng phạm luôn. Rồi có nhiều người nói tôi không có cờ bạc, mà tôi quánh số đuôi được không? Tôi nói chèn ơi, số đuôi nó còn nguy hiểm nữa. Cái gì mà có ăn thua về tiền bạc là cái đó là phạm giới à.
Mình nên nhớ, thì những gì Đức Thầy đã chỉ dạy cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để mục đích để làm gì quý cô bác? Để giúp cho trong cuộc sống của quý cô bác mình rất là khỏe. Mà có nhiều khi chúng ta đi núi, chúng ta đi chùa, cầu nguyện cho gia đình của mình làm ăn khấm khá, các đấng thiêng liêng từ bi gia hộ Phật trời cho gia đình của con đợt này mua may bán đất, mua các ban đồng gì đó không biết. Nhưng mà thật chất ra các ngài có độ mình không quý quán? Không bao giờ Đức Phật Đức Thầy độ mình làm giàu. Nhưng Đức Phật chỉ cách cho mình làm giàu. Chỉ cách bằng cách nào? Mấy anh mà giữ giới lực nè, mà có gia đình đi, mấy anh mà giữ giới nhiêu thôi là thấy vô rồi. Đọc cái điều gánh cấm thứ nhất của Đức Thầy thôi. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áp phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lưng lý tâm can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận, phải không? Nếu như được như vậy thì một là gia đình hạnh phúc, hai là gia đình không có nợ nần, ba là gia đình được nhiều phước duyên. Tại vì sao vậy? Bây giờ lâu lâu nghe hay bị vỡ nợ. Vỡ nợ là do đâu? Là do bài bạc số đề. Ở xóm mình quý cô bác từng nghe vỡ nợ là gì không? Số đề. Còn gần gũi nhất là gì không? Nói cái này con xin lỗi quý cô bác nghe. Bị bể hụi, thấy không? Đó. Cho nên những cái này là những cái sao? Chúng ta phải gắng cố gắng để chi vậy? Để thực thi giáo lý của Đức Thầy, để đem lại trong cái sự hạnh phúc mà Đức Thầy đã chỉ dạy mình rất là nhiều. Quý cô bác mình đọc kỹ đi. Mà tại sao Đức Thầy kêu mình lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi? Những cái này là những cái quan trọng nhất. Tại vì sao vậy? Đa số tu là tu. Có nhiều bà nói tu tu, nhưng mà mê tín cũng phải mê mày. Cắt nhà cũng phải coi chứ. Không coi bắt đầu cắt nhà cái nghe mà ăn không được. Con cũng phải coi nữa. Để thôi nó không hợp tuổi gì là cự lộn với nhau. Con nói với mấy bà mình coi đó, mà phải mà nó không thôi đâu. Hả? Hai vợ chồng mà về mà nó không biết nhường nhịn thì thôi. Năm đầu á thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hai vợ chồng có khoe. Nhưng mà tới năm thứ hai thì sao ạ? Vợ nói vợ nghe, chồng nói chồng nghe, hai vợ chồng là hai khoe. Nhưng mà tới tháng thứ ba, hai vợ chồng nói cả xóm đều nghe, là lúc đó sao? Quánh lộn rồi đó, thấy không? Chưa chồng anh chị mến thương, có chồng anh gượng té mương mấy lần, còn duyên thì anh cứ anh theo, hết duyên thì anh đánh anh treo lóc nhà, phải không? Là do đâu? Là do không có đạo đức. Cho nên đời sống bây giờ giữa tình nghĩa vợ chồng, chúng ta phải sống khuôn khổ đạo đức. Chúng ta phải biết được cái trách nhiệm của con người mình phải làm gì trong kiếp sống. Và cái dễ nhất, thấu hiểu nhất là về quý cô bác mình đọc kỹ lại giáo lý của Đức Thầy mình đã chỉ dạy. Dạy rồi những chuyện đức ăn, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào, lỗi lầm chứ có hùng hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bư. Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, Đức Thầy đều dạy hết. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Thôi thì trong buổi tối hôm nay chúng con gặp gỡ tâm sự chuyện trò cùng quý cô bác mình ít lời, và trước khi rời khỏi diễn đàn xin cầu chúc cho tất cả quý cô bác mình qua một đêm dài mỏi mệt được an giấc, và sau khi sáng chúng ta được mạnh tay khỏe chân để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Còn sau khi quý cô bác mình trở về nhà được nhiều sức khỏe, làm ăn thịnh vượng và tu hành tinh tấn cho đến ngày đắc thành đạo quả.
Đến đây chúng con xin được dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.